Trước tiên, tôi xin được trân trọng kính chào cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi kênh 24 giờ news của Hữu Trung, và xin được chào Hữu Trung. Hôm nay tôi trở lại với kênh của Hữu Trung để có đôi lời chia sẻ đến tất cả quý vị, cũng như nỗi niềm tâm tư của tôi, những suy nghĩ của tôi trong những việc khuất tất của xã hội trong thời gian qua. Trước khi chia sẻ đến tất cả quý vị, tôi xin nói lại tôi không phải nghệ sĩ Thành Lộc, bởi Hữu Trung đã biết tôi làm nghệ thuật rất nhiều năm, cho nên em ấy gọi tôi là nghệ sĩ gạo cội. Tôi mong quý vị cũng đừng xem tôi là nghệ sĩ, cứ xem tôi là một người dân bình thường, thì tôi cũng có quyền nói lên những suy nghĩ của mình về những khuất tất với những sự việc nhức nhối còn tồn động lại trong xã hội này mà chị Phương Hằng đã lên tiếng trong thời gian qua. Nếu cô, chú, anh chị và các bạn thường theo dõi và xem trên kênh Hữu Trung thì cũng biết tôi đang nói gì, đang làm gì. Cô, chú, anh chị, các bạn cũng đã thấy thời gian qua tôi đã góp vào tiếng nói của mình, cũng như tất cả các anh chị em làm YouTube muốn đả phá, muốn bài trừ cái xấu, cái ác còn tồn động lại trong xã hội này. Như tất cả chúng ta đã theo dõi sự việc này trong những thời gian đầu tiên thì ai ai cũng hiểu được rằng, cũng thấy được rằng sự việc đang nhức nhối nhất đó là từ thiện của một số người trong giới nghệ sĩ. Tiếp theo đó là truyền thông bẩn. Cô chú, anh chị và các bạn có cảm thấy ghê tởm và nhức nhối khi cái drama này diễn ra? Chị Hằng đã cho ta thấy bao nhiêu điều thật ghê tởm, kinh sợ của những con người đang làm trong ngành truyền thông báo chí, mà họ hết lần này đến lần khác đưa tin sai sự thật, đưa tin một chiều. Cô chú, anh chị và các bạn nghĩ thế nào? Chứ tôi thì tôi rất là lo sợ cho cái thế hệ tương lai, thế hệ con cháu của mình. Với cái xã hội như thế này, nó quá thối nát, kinh tởm. Thế thì con em của mình lớn lên, chúng nó sẽ như thế nào để quý vị? Những con người làm trong ngành truyền thông kia, họ quên rằng cái xã hội hôm nay, cái mạng truyền thông nó rất là rộng rãi. Thì đâu đó người dân cũng tìm hiểu được và am hiểu được đâu là đúng, đâu là sai. Vậy mà họ cố tình, họ bịa chuyện, họ đặt chuyện, giật tít những tiêu đề trên mặt báo, dẫn dắt dư luận đi sai sự thật. Họ quên rằng họ càng làm như thế thì người dân hôm nay, người dân sống trong thời đại này càng khinh thường, càng khinh bỉ họ, kính tởm họ. Bởi tôi thấy rằng những con người này được ăn học, vậy mà họ ngang nhiên, họ bán rẻ lương tâm cho quỷ dữ, họ làm những điều trái với đạo lý, với nhân nghĩa. Tôi thật sự là gớm ghiếc và quá kinh tởm. Còn nói về nghệ sĩ thì quý vị, anh chị và các bạn cũng đã thấy rồi đó. Mới đây thì rộ lên cái tin là Hoài Linh vô tội, cũng từ các truyền thông, các mặt báo, báo hèn, báo bẩn, báo dơ. Người dân chúng tôi một lần nữa kính mong Bộ Truyền thông Thông tin, kính mong Trung ương hãy vào cuộc, hãy làm rõ những tờ báo này, những mặt báo này và những con người đang làm trong những tờ báo này, nhà báo này. Họ đang làm gì? Họ đang cổ suý cho cái xấu, cái ác. Nếu nói là Hoài Linh vô tội thì chúng tôi rất là bức xúc. Bởi vì sao? Anh là một người có danh tiếng, nổi tiếng lẫy lừng trong và ngoài nước. Thì những việc vừa qua chị Phương Hằng nói lên, nếu là sai, anh phải đứng lên trình bày rõ ràng cho mọi người ngó thấy. Nhất là cái chuyện anh đi quảng cáo cho thằng lăng băm kia. Chúng ta cũng đã thấy chính quyền đã phạt trong thời gian qua những người quảng cáo thuốc sai sự thật, kém chất lượng. Thế thì anh Hoài Linh này, anh ấy lại bia cho một thằng lăng băm. Vì sao? Vì nếu thời gian qua nó là một thần y thì nó phải đứng ra, nó chứng minh mình với mọi người. Đằng này nó vẫn trốn bặt tâm. Thì chúng ta đã thấy rõ ràng đâu đó nó là lăng băm chứ không phải là thần y. Tại sao danh tiếng của mình để người ta chà đạp như thế mà cũng im lặng, cũng không lên tiếng? Suốt mười mấy năm, bao nhiêu con người bây giờ chúng ta đã thấy rõ ràng tiền mất tật mang. Thế mà bây giờ nó vẫn trốn bặt tâm. Thì rất mong chính quyền, rất mong Trung ương hãy vào cuộc làm rõ những điều này. Không thể nào nói là không có tội, không thể nào nói Hoài Linh vô tội. Còn nếu nói đến việc từ thiện thì tại sao anh nói rõ ràng anh xin để cứu lúc ngặt, không cứu lúc nghèo? Anh không đi được thì anh có bao nhiêu người quản lý, bao nhiêu người trợ giúp, anh có thể nhờ họ đi. Thế mà anh cất giữ số tiền đó gần 7 tháng trời. Khi chị Phương Hằng lên tiếng thì anh mới đem ra để giải ngân.
với tôi, một người nổi tiếng như thế, trong và ngoài nước, ai ai cũng biết đến. Chứ một việc cất giữ số tiền, khi người ta phát hiện, la lên thì mới đem ra giải trình, giải bày, giải ngân. Với tôi nó nhục nhã vô cùng. Thế mà anh cũng vẫn chịu đấm ăn xôi. Anh im hẳn bao nhiêu tháng trời nay. Anh còn quay ngược lại, anh nói là anh thưa kiện. Anh thưa đi, anh thử xem. Bây giờ còn bao nhiêu người tin được anh nữa. Trong lòng người dân, trong lòng người mộ điệu anh đã mất niềm tin nơi anh, đã kinh tởm và sợ hãi anh, đã khinh thường xem anh bằng nửa con mắt. Riêng tôi xem anh như là một thứ rẻ tiền, ghẻ rách, bá dơ, tổm lợm. Rồi tiếp đó, bao nhiêu người ca sĩ, nghệ sĩ, hài sĩ, kịch sĩ cũng từ thiện, nhà báo cũng từ thiện, mà toàn kêu gọi từ thiện bằng số tài khoản cá nhân của mình. Thế thì tại sao không sao kê đi? Sao kê ra đi rồi muốn nói gì thì nói. Rất mong chính quyền, rất mong Bộ Công an, rất mong Trung ương hãy vào cuộc làm rõ những việc khuất tất này. Bởi giờ đây mà nói đến một số người trong giới nghệ sĩ, người dân chúng tôi, rất ghê tởm. Tôi mong sao từ hôm nay cho đến những ngày kế tiếp, nhiều người trong giới nghệ sĩ đừng nhảy vào lên tiếng, đừng nhảy vào binh vực cổ xúy cho cái xấu cái ác, để chứng minh cho mọi người ngó thấy mình là cái gì, là cái gì, loại gì. Mọi việc đâu đó đã gần phơi bày ra ánh sáng. Người dân chúng tôi nhìn vào đã ghê tởm lắm rồi. Một số người trong giới nghệ sĩ kia đừng làm cho chúng tôi kinh tởm sợ hãi nữa. Nó gớm lắm. Tôi nói thật, giờ đây tôi nhìn lên sân khấu, tôi cảm thấy tôi ám ảnh, tôi ghê sợ, tôi kinh tởm với nhiều người trong giới nghệ sĩ hôm nay. Họ đã làm mất đi hình ảnh đẹp của người nghệ sĩ, của giới nghệ sĩ, của sân khấu. Họ đang bôi tro trét trấu lên cái sân khấu, nơi thánh đường của nghệ thuật. Họ đang biến sân khấu thành cái chợ, thành cái nơi nhảm nhí, tổm lợm. Toàn là những con người được ăn, được học, nổi tiếng, mà buông ra những lời thật là vô học, thật là mất dạy. Tôi không biết khoác lên mình cái danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân, họ có cảm thấy nhục không? Nhân cách ghẻ rách, bá dơ, tổm lợm, với những hành động cư xử và những lời nói đó, tôi nghĩ các vị lộn nghề, nhầm nghề rồi. Sân khấu là nơi thánh đường, không chấp nhận cho những kẻ tổm lợm, hôi tanh, thối nát, ghẻ rách, bá dơ, đang làm bại hoại đi cái ngành nghệ thuật, văn hóa mà ông cha đã để lại từ bao nhiêu đời. Nó nhục nhã vô cùng. Việc ăn chặn có hay không thì để chính quyền vào cuộc. Nhưng đâu đó người dân chúng tôi đã thấy được rằng đâu đó còn rất nhiều khuất tất. Bởi vì nhiều con người trong giới nghệ sĩ mà thời gian qua người dân chúng tôi thấy được, hễ ai động đến các người, động đến các người thì các người sẵn sàng ăn thua đủ, sẵn sàng đối đầu, sẵn sàng đáp trả, kéo bầy kéo đàn đến nhà người khác đi hành hung. Vậy thì chị Phương Hằng nói lên bao nhiêu điều đó? Tại sao mọi người im lặng, trốn ra nước ngoài, không sao kê? Càng ngày quý vị có thấy được rằng nhiều con người trong giới nghệ sĩ này, hành động, cử chỉ, lời nói của họ quá kính tởm, quá mất dạy, như chó sủa ma. Nói không lại thì mướn người, thuê người, chửi bậy, nói bậy, dựng chuyện. Đâu đó các anh em YouTube đã moi ra được nhiều cái rúp. Có rất nhiều người trong giới nghệ sĩ này đã ném đá giấu tay, ngậm máu phun người. Thật là ghê tởm. Đến thời điểm này, với cô chú, anh chị và các bạn không biết thế nào, chứ trong lòng tôi quá kinh tởm, quá ghê sợ. Nhiều người trong cái giới nghệ sĩ này, họ quá thối nát. Bởi ít nhiều, tôi thấy rất rõ, tôi hiểu quá rõ với cái giới này. Cô chú, anh chị và các bạn có còn thấy được những nghệ sĩ ngày xưa nữa không? Bây giờ mở tivi lên thì toàn là hài nhảm, game nhảm, những chương trình vô bổ, gớm ghiếc, chẳng còn muốn xem, chẳng xem được gì, chẳng để lại trong tôi những gì khi xem. Chưa nói đến một số nghệ sĩ gạo cội tên tuổi ngày xưa,
cũng chỉ vì muốn có show, muốn được lên sân khấu, muốn được lên tivi, sẵn sàng cổ xí, quay xe nói theo cái xấu cái ác, biến mình thành con người rẻ tiền, thối nát, vô nhân đạo, mất tư cách. Nhất là những nghệ sĩ hải ngoại. Giờ đây tôi chẳng còn thần tượng được ai nữa. Tôi chỉ thấy gớm thôi. Theo tôi nghĩ, nếu Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Truyền thông Thông tin không có những điều lệ nghiêm ngặt để răn đe, để trừng trị những con người này, những con người, nhiều con người trong giới nghệ sĩ này, thì cái ngành văn hóa nghệ thuật nó sẽ thối nát. Cô chú, anh chị và các bạn có nghe được những lời tâm sự của tôi, chúng ta cũng có thể lên tiếng để góp tiếng nói của mình, để làm cho xã hội này trong sạch hơn, để cho thế hệ con cháu mình lớn lên không phải giấy bùn nhơ với một cái xã hội như thế này. Một câu nói sau cùng trước khi kết thúc, tôi xin nhắn gửi đến một số người trong giới nhà báo, giới luật sư, với nghệ sĩ. Các người sống như thế nào để mai này con cháu các người lớn lên bước ra xã hội, người ta nói ông mày là cái loại, bà mày là cái thứ, thì nó nhục nhã cho từ đường, cho tổ tiên, cho gia đình, nhục lắm.